Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sau 3 năm Luật doanh nghiệp năm 2014 chính thức được triển khai, không phủ nhận nhiều cải tiến mang tính cách mạng mà luật mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, cũng sau 3 năm, thời điểm để có thể đánh giá được mức độ khả thi của luật khi đưa vào thực tiễn triển khai thì cũng đã nhận thấy khá nhiều điểm bất cập. Có thể luật quy định rõ, tinh thần của luật tốt nhưng thực tế triển khai lại không như vậy. Cụ thể, việc gia nhập thị trường, đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đang bị chậm, thời gian kéo dài, quy trình này không phải 3 đến 4 ngày như luật quy định, mà thậm chí lên đến 10 ngày hoặc nhiều hơn thế. Cá biệt có những trường hợp phải mất đến 23 ngày mới có thể hoàn tất thủ tục gia nhập thị trường. Việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh như thế nào? Nguyên nhân do đâu có sự chậm trễ này và những vướng mắc về thủ tục hành chính này có đi ngược lại với tinh thần cải cách của luật và hiến pháp về quyền tự do kinh doanh hay không? Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Gia nhập thị trường, doanh nghiệp vướng ở đâu sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thực tế triển khai luật doanh nghiệp năm 2014 và quy trình làm thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp cho thấy việc sửa đổi, bổ sung, quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh chưa kịp thời. Thời gian kéo dài quá lâu gây nhiều hạn chế cho hoạt động giám sát và đánh giá tình hình đăng ký kinh doanh. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào đăng ký kinh doanh chưa được hoàn thiện, việc phối hợp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn còn hạn chế, vân vân. Và những hạn chế này đã gây ra nhiều khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp. Như vậy, ngay từ giai đoạn đầu gia nhập thị trường, khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp đã gặp phải những vướng mắc về thủ tục hành chính và đó cũng chỉ là những khó khăn mở màn cho chuỗi khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình. Mời quý vị đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bước chân vào thương trường, nghĩa là các doanh nghiệp đã tự xác định rất nhiều khó khăn. Có những khó khăn đến từ năng lực của bản thân doanh nghiệp và có những khó khăn đến từ môi trường tác động bên ngoài. Trong đó có những vấn đề liên quan đến pháp lý. Thực tế hiện nay cho thấy có những quy định vừa thiếu lại vừa thừa. Nó khiến doanh nghiệp phải tự do dẫm tìm đường khi vừa mới bước chân vào thương trường. Khi mà tôi đi hỏi một số các cái thủ tục để nhập khẩu, ví dụ như về vấn đề là xin phép, cấp giấy phép nhập khẩu chẳng hạn, thì cũng không hầu như là không có một cái đơn vị nào hỗ trợ các cái doanh nghiệp mới để mà làm các cái thủ tục là xem là các cái sản phẩm này cần những giấy tờ gì. Và chúng tôi là mò mẫm từng bước một và tự mình tìm cách để nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam. Nguyên cái câu chuyện là mình xem là cái sản phẩm này có cần xin phép nhập khẩu không, thì tôi cũng đã mất vài tháng để tìm hiểu và cuối cùng được biết rằng là cái sản phẩm mà mình nhập đấy không cần phải xin phép. Đây chỉ là một ví dụ cụ thể cho thấy việc doanh nghiệp vừa mới khởi sự kinh doanh, vừa mới gia nhập thị trường đã vướng ngay phải những khó khăn từ phía thủ tục. So với các quy định trước đây về thủ tục, điều kiện gia nhập thị trường, thì luật doanh nghiệp năm 2014 có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm thực hiện, luật doanh nghiệp năm 2014 đã bộc lộ nhiều bất cập nhất định. Việc gia nhập thị trường, đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đang bị chậm, thời gian kéo dài. Quy trình này không phải là 3 đến 4 ngày như luật quy định, mà thậm chí lên đến 10 ngày hoặc nhiều hơn thế. Cá biệt, có những trường hợp phải mất đến 23 ngày mới có thể hoàn tất các thủ tục gia nhập thị trường. Trước nhất là anh nói là cái hiểu về gia nhập thị trường hiện nay có hai cái cách hiểu. Các cái cơ quan ở trong nước, các tổ chức trong nước thì thường hiểu đó chỉ là cái thủ tục về đăng ký để thành lập xong doanh nghiệp. Tuy nhiên cái gia nhập thị trường hiện nay thì hiểu theo một cái cách rộng hơn mà Ngân hàng Thế giới họ đang sử dụng và họ lấy đó là cái tiêu chí để đo lường giữa các quốc gia với nhau. Thì đó là toàn bộ các cái thủ tục có liên quan để từ khi bắt đầu cái việc đăng ký doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp có thể thực hiện cái hoạt động kinh doanh. Thì như vậy xét trên cái khía cạnh, kể cả khía cạnh hẹp hay là khía cạnh rộng, thì cái thủ tục về gia nhập thị trường của Việt Nam hiện nay có thể được đánh giá là vẫn còn tương đối kéo dài và thậm chí là kéo dài hơn nhiều so với các nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó mất 23 ngày và 9 các cái 9 thủ tục. Đấy là cái mà thực sự đây là một cái con số cho thấy rằng là rõ ràng là cái thủ tục này là một vấn đề.
và chúng ta hoàn toàn có một cái dư địa rất lớn để cải cách. Như vậy so với các nước mà ta tạm gọi là tốt hơn chúng ta thì cái tổng cái thời gian cũng như tổng cái thủ tục họ còn chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/10 của chúng ta. Có những nước họ chỉ thực hiện trong vòng 1 ngày, 2 ngày và chỉ gồm vài thủ tục. Thì rõ ràng đây là chúng ta có một cái dư địa cải cách rất là lớn. Tôi nói ví dụ theo luật doanh nghiệp ạ, bây giờ thì thời hạn thực hiện đăng ký doanh là với một doanh nghiệp có thể là 2-3 ngày. Thì như vậy thời gian cũng rất là ngắn, để kho trong khối Đông Nam Á hoặc châu Á chúng ta cũng thấy cũng là nhanh và chậm cho các nước là ở mức độ trung bình. Tuy nhiên thực tế thì khó một doanh nghiệp nào đáp ứng được cái khó một doanh nghiệp nào được thành lập trong một thời hạn 2-3 ngày. Bởi vì khi mà chúng ta thực tế là khi mà doanh nghiệp làm hồ sơ lên thì vẫn bị sai và vẫn bị sửa, và sửa xong rồi lại nộp lại, có những trường hợp phải là phổ biến nhưng có trường hợp vẫn lại phải nộp lại lần nữa thì mới được hoàn tất hồ sơ, mới được coi nhập lệ. Về giấy đăng ký kinh doanh của ta hiện nay đã đúng với chuẩn các nước tiên tiến. Nếu như trước đây các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước năm 2015 vẫn phải thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005, thì trên tờ giấy đăng ký kinh doanh sẽ phải thể hiện rất nhiều nội dung, trong đó có việc doanh nghiệp phải liệt kê các ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp thậm chí để chuẩn bị sẵn cho việc nếu có cơ hội đến thì kinh doanh ngay ngành nghề mới, nên thường đăng ký tràn lan. Thậm chí trên một tờ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể liệt kê đến hàng trăm ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, với những giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2015 trở đi, được áp dụng theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, thì doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nữa. Rõ ràng, giấy đăng ký kinh doanh của ta hiện nay đã đúng với chuẩn của các nước tiên tiến. Tuy nhiên, bất cập lại ở chỗ. Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, quyền chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh là điều 7. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải kê khai ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, theo giải thích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nhằm phục vụ công tác thống kê. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung tờ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thể hiện nội dung ngành nghề. Và nội dung ngành nghề chỉ được ghi nhận trên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia và ghi nhận trong giấy xác nhận cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường hay hỏi chúng tôi một câu là vậy thì chúng tôi kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm thì vậy tại sao chúng tôi phải đăng ký? Nếu mà không thì chúng sẽ cho chúng tôi đăng ký một cái ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh chính. Còn lại những cái ngành nghề khác chúng tôi sẽ đăng ký những cái ngành nghề đúng mà pháp luật không cấm, trong 6 cái ngành nghề theo đúng quy định là pháp luật cấm. Và với những cái ngành nghề gì có điều kiện thì chúng tôi đáp ứng đủ cái điều kiện đó, chúng tôi sẽ kinh doanh. Vậy thì hà cớ gì mà bắt chúng tôi là phải kê khai vào cái giấy đề nghị đăng ký là tôi phải kê đăng ký những ngành nghề gì? Ví dụ như thủ tục về công bố nội dung đăng ký kinh doanh. Thế thì hiện nay với cái chúng ta thấy rằng là cái thông tin đấy hiện nay đã được truy cập, có thể gọi là miễn phí trên cổng thông tin quốc gia. Nhưng doanh nghiệp theo yêu cầu của luật thì doanh nghiệp lại vẫn phải thực hiện một cái bước, đó là công bố công khai cái thủ tục đó. Và như vậy thì vẫn mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, nhưng thực sự thủ tục đó là không cần thiết. Thế rồi chúng ta có một cái thủ tục mà tôi tạm gọi là cái thủ tục về mở tài khoản. Và sau khi có thông tin về tài khoản thì doanh nghiệp lại phải quay trở lại phòng đăng ký kinh doanh để thông báo cái thông tin về tài khoản đó cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật vào hệ thống thuế. Và như vậy nó lại phát sinh thêm ít nhất là như chúng ta nói là hai bước, và một gọi hai bước trong đó gồm một bước mở tài khoản là một cái giao dịch có thể dân sự, nhưng lại phát sinh một thủ tục hành chính mới, đó là thông báo cái thông tin về tài khoản. Thế như vậy chúng ta thấy có tự nhiên chúng ta thấy trong cái quá trình mà gia nhập thị trường nó phát sinh rất nhiều những cái thủ tục cả về dân sự và cả về những cái thủ tục hành chính. Và tôi cho rằng là nó làm mất thời gian và tăng chi phí, nhưng thực sự những cái thủ tục đó là không cần thiết. Và thêm một bất cập nữa trong quá trình gia nhập thị trường. Khi doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, thêm ngành nghề thì vẫn phải khai báo, trong khi luật quy định doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm, nghĩa là doanh nghiệp có quyền kinh doanh luôn nếu ngành nghề đó không trong danh mục cấm hoặc trong danh mục kinh doanh có điều kiện. Và có luật sư cho biết rằng doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục như bình thường, như luật cũ. Rõ ràng khi đăng ký kinh doanh chúng ta đã tiến gần với thế giới, nhưng đến giai đoạn thay đổi ngành nghề, mở rộng kinh doanh thì chúng ta lại đi theo lối mòn cũ của luật cũ. Thì tất cả các ngành nghề sẽ không được thể hiện trên đăng ký kinh doanh, trên bản vàng.
thế nhưng tất cả các thủ tục vẫn thực hiện như luật cũ và có phần còn nhiều việc hơn. Xóa bỏ cái nguyên tắc là doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những gì ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bằng cái nguyên tắc là doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Thì như vậy cái thủ tục có liên quan, trước đây là theo luật cũ ấy, thì doanh nghiệp muốn trong quá trình hoạt động kinh doanh mà muốn phát sinh một hoạt động kinh doanh mới thì họ phải làm cái thủ tục gọi là đăng ký bổ sung cái ngành nghề đó. Và sau khi đăng ký bổ sung xong họ mới được quyền kinh doanh, thì hoạt động kinh doanh đó mới được coi là hợp pháp. Thì theo cái luật, tinh thần của luật doanh nghiệp mới thì mọi hoạt động kinh doanh mà không cấm, mọi hoạt động kinh doanh có điều kiện mà nếu như họ đã đáp ứng đủ điều kiện thì họ có quyền triển khai hoạt động kinh doanh. Và luật yêu cầu là doanh nghiệp sẽ cập nhật cái thông tin về hoạt động kinh doanh mới đó cho cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua một cái thủ tục tạm gọi là thủ tục thông báo, có nghĩa là không phải là đăng ký và cấp lại cái giấy phép kinh doanh như trước đây, để nhằm giảm thiểu cái gánh nặng về thủ tục hành chính. Tuy nhiên đấy là cái thay đổi của luật. Thế tuy nhiên cái tôi cũng cho rằng là trên thực tế thì hiện nay cái thay đổi này dường như nó không xảy ra đúng theo như cái mong muốn của doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp vẫn giữ cái thói quen như trước đây, là họ vẫn cứ đăng ký cái hoạt động kinh doanh đó và sau đó thì tiến hành hoạt động kinh doanh. Có nghĩa rằng là cái cách hành xử trên thực tế dường như nó vẫn giống như cái họ vẫn đang làm như so với luật doanh nghiệp 2005. Thì tôi cho rằng lý do lớn nhất ở đây có lẽ rằng là cái quy định này thì được quy định rất rõ ràng trong luật doanh nghiệp. Có lẽ không phải, lý do không phải là do cái sự bất cập của luật, mà tôi cho rằng là cái triển khai trên thực tế và cái tâm lý cũng như cái tâm lý và thói quen kinh doanh hiện nay. Rõ ràng theo nhiều doanh nghiệp và cả các chuyên gia, việc làm thủ tục khai báo như hiện nay, như theo luật cũ, phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây mất thời gian, thậm chí là mất chi phí cho doanh nghiệp. Rõ ràng là trong cái thủ tục đó thì nó có hai cái bất cập. Bản thân cái thủ tục đó thì như đã giải thích là nó cũng có một mặt, nó cũng tạo ra, phải thừa nhận là nó cũng tạo ra một cái chi phí về thủ tục hành chính, nhưng một mặt nó cũng mang lại những cái lợi ích nhất định cho cộng đồng xã hội. Và tuy nhiên thì tôi cũng đồng ý rằng là để đơn giản tối đa, tối thiểu cái thủ tục đó thì cái yêu cầu về mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh, ngay cả trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp hay thông báo cái ngành nghề kinh doanh, cần phải xem xét và bãi bỏ. Với những bất cập về thủ tục trong đăng ký kinh doanh như vậy, việc giảm tải được thủ tục và thời gian trong đăng ký kinh doanh là điều không thể và không như kỳ vọng của những người làm luật. Đúng là sau 3 năm thực hiện luật doanh nghiệp thì cái thủ tục gia nhập thị trường có lẽ là không đạt được cái mục tiêu như mong muốn, như kỳ vọng khi chúng ta xây dựng cái luật doanh nghiệp. Cái thời gian trên thực tế để hoàn tất cái thủ tục về gia nhập thị trường thì hiện nay của chúng ta là tương đối vẫn còn kéo dài. Rõ ràng mỗi đạo luật khi đi vào triển khai đều cần có thời gian để kiểm chứng tính thực tế. Và sau 3 năm đi vào thực thi, đã đến lúc cần phải có những xem xét kịp thời cho những bất cập của luật, kéo theo những hạn chế về thủ tục mang lại cho doanh nghiệp. Và ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp tiếp tục ngóng chờ đến năm 2019 để luật doanh nghiệp năm 2014 được xem xét sửa đổi. Phải thẳng thắn nhìn nhận, có thể luật quy định rõ, tinh thần của luật tốt, nhưng thực tế triển khai lại không như vậy. Điều này thể hiện ở thứ hạng về chỉ số gia nhập thị trường của doanh nghiệp ở Việt Nam so với các nước trên thế giới. Chúng ta chỉ xếp thứ 123 trên 189 quốc gia, và đây là một kết quả thấp. Và điều này khẳng định các thủ tục gia nhập thị trường của Việt Nam còn phức tạp, có phần gây khó cho doanh nghiệp. Chúng ta cần cải thiện thứ hạng này và cần phải có những quy định thực sự khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp hiện nay khi gia nhập thị trường thường vướng mắc với khá nhiều thủ tục hành chính, và việc đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự như cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Có hai cái loại thủ tục mà có thể phân loại ra cái sự vướng mắc. Cái vướng mắc thứ nhất đó là một số cái thủ tục như tôi vừa nói là nó không thực sự cần thiết nhưng doanh nghiệp vẫn phải làm. Cái thứ hai là có những cái thủ tục mà thực tế trên thực tế thực hiện thì cái thời gian để giải quyết thủ tục nó thậm chí nó kéo dài. Thì tôi lấy ví dụ như hiện nay là theo ghi nhận ở cái thủ tục gọi là đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì tuy nhiên ở đây thì nó lại có một cái rất là đặc thù là ở một số địa phương mà khi cái số lượng doanh nghiệp ít thì cái thủ tục đó lại được thực hiện khá là nhanh, thậm chí có thể được cấp trong ngày,
Vì các địa phương họ có thể một tháng họ cũng có thể chỉ có vài chục doanh nghiệp nên thành lập. Nhưng có những địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng thì cái số tổng số doanh nghiệp của ba cái địa phương lớn đấy thậm chí chiếm một nửa cái tổng số doanh nghiệp được thành lập mới trong cả nước. Thì rõ ràng là cái thời hạn để giải quyết thủ tục ở những địa phương đó thường nó lại rất là kéo dài, có thể từ 3 ngày cho đến 5 ngày. Thì rõ ràng là ở đây vấn đề cần giải quyết ở đây là làm thế nào để rút ngắn cái thời gian giải quyết trên thực tế. Phải thẳng thắn nhìn nhận, có thể luật quy định rõ, tinh thần của luật tốt, nhưng thực tế triển khai lại không như vậy. Điều này thể hiện ở thứ hạng về chỉ số gia nhập thị trường của doanh nghiệp ở Việt Nam so với các nước trên thế giới. Chúng ta chỉ xếp thứ 123 trên 189 quốc gia. Đây là một kết quả thấp. Và điều này khẳng định các thủ tục gia nhập thị trường của Việt Nam còn phức tạp, còn gây khó cho doanh nghiệp. Chúng ta cần cải thiện thứ hạng này và cần phải có những quy định thực sự khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, mặc dù đã có nhiều cải cách, song chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các luật, dẫn đến chồng chéo về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định và phê duyệt. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có được một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và doanh nghiệp không còn phải đau đầu vì những thủ tục chồng chéo và hành chính nữa. Đối với những doanh nghiệp mà đang thành lập mà bị khó khăn mà đến 10 ngày như vậy thì chúng tôi nghĩ là chắc chắn là có, không phải là không có. Nhưng tôi nghĩ nó phải từ hai phía. Thứ nhất là từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Anh đã làm theo đúng cái chỉ thị và cái hướng dẫn của lãnh đạo thành phố Hà Nội và sở ngành hay chưa? Vấn đề nữa là về mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ của các công nhân viên của các công ty mà đi thực hiện các cái nhiệm vụ đối với các thủ tục hành chính, anh đã nắm rõ chưa? Rồi là công chức viên chức của thành phố Hà Nội, của sở ban ngành, anh có am hiểu vấn đề về chuyên môn không? Anh có tận tình hướng dẫn người ta hay không? Anh có hết mình trong cái công việc hay không? Và anh có gây khó khăn gì cho các doanh nghiệp hay không? Chúng tôi nghĩ là hiện nay thì về vấn đề về tình hình chung ấy, thì hiện nay vấn đề về rút ngắn thời gian là có. Nhưng mà đâu đó thì chắc chắn nó vẫn còn xảy ra cái việc là có nhiều doanh nghiệp phải mất đến 10, có 15 ngày mới thành lập được doanh nghiệp. Ra thì cộng đồng tôi đánh giá thì trong cộng đồng doanh nghiệp hiện nay thì cái sự có thể nói là cái sự minh bạch là cái yếu tố quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất là quan trọng, rất cần thấy rất cần thiết. Và cái thứ hai là mong thực sự là những cái điều mà Thủ tướng nói nó trở thành hiện thực trong cuộc sống, trong đời sống, môi trường đầu tư. Đó là một chính phủ kiến tạo, một chính phủ phục vụ. Thì đó là hôm nay mà chúng tôi vẫn thấy rằng là ở đâu đó nó vẫn còn chưa đáp ứng được điều đó. Phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có anh Phạm Văn Minh ở Thái Hà, Hà Nội đặt câu hỏi. Thưa luật sư, công ty tôi đã thành lập và kinh doanh được một thời gian dài và giờ tôi muốn tăng vốn điều lệ của công ty để mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy mong luật sư cho tôi biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có những cách nào để tăng vốn điều lệ? Tôi xin cảm ơn. Xin mời luật sư trả lời ạ. Vâng. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014 về cách thức tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Với trường hợp của bạn, công ty của bạn có hai cách sau đây để tăng vốn điều lệ. Cách thứ nhất là chủ sở hữu công ty tự mình đầu tư thêm vốn điều lệ. Cách thứ hai là chủ sở hữu công ty sẽ huy động thêm vốn góp của các cá nhân hoặc tổ chức khác. Nhưng xin lưu ý đối với bạn, trong trường hợp này thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần tổ chức quản lý thay đổi cái mô hình hoạt động theo hai loại hình. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 3 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014. Cảm ơn luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.